mình chưa giàu nhá, mai lên nhá, mình chưa giàu đâu, chỉ là mình đã làm xong vấn đề cho bố mẹ mình rồi thôi, gia đình mình là xong rồi chứ chưa giàu. Chào gà các Vinh nhá, nhắn cho mình nhá, Bùi Đức Hiếu ơi, inbox cho mình để mình tư vấn cho nhá, inbox để mình tư vấn cho. Đã là hai thằng nói nhau thì chả thằng nào nữa. Tùng Gôn nhá, nếu như bạn bảo mình nói thì mình ghi bình luận của bạn. Mình chưa từng nói ai bao giờ nhá bạn nhá. Bạn trai chim kỵ của mình chưa từng nói ai bao giờ. Không nói bao giờ nhá bạn nhá. Mình không chửi ai bao giờ, không nói bao giờ, không nhắc tên ai bao giờ. Bạn nhìn kỹ lại nhá, hoặc bạn có thể theo dõi thêm một thời gian nữa để bạn thấy mình không phải là người muốn nói. Chào Mai Lêm nhá. Không thấy vợ Tuấn kiếm tiền giỏi gì ạ. Vợ mình thì thu nhập vợ mình chỉ được khoảng 50 triệu một tháng thôi, không nhiều bạn ạ. Tầm thế thôi, thì con gái như thế mình thấy được rồi, Mai Lêm à. Như thế được rồi, thế thôi bạn ạ. Chứ nhiều gì nữa. Chỉ ví dụ nó kiếm nhiều như mình thì mọi người mới biết chứ, còn kiếm ít là sao mọi người biết được, có đăng lên đâu. Không có Kháng Tuấn bây giờ, đúng rồi, không có anh Kháng của mình bây giờ, không có sự phát triển như bây giờ. Năm năm mình mất 7 là anh Khá điện cho mình. Anh Khá điện mình nhờ mình mở kênh TikTok, mở kênh Facebook. Anh bảo là em à, anh nghe nói là em giỏi bằng này, em mở cho anh cái link, anh giảm khoảng 10 triệu đổ lại. Thì mình không lấy tiền thì anh Khá quý thôi. Sao từ đấy, từ hồi đấy mà anh Khá cứ bị cái gì là nhờ mình hỗ trợ. Mình cũng lấy link cho anh Khá đấy. Link anh Khá là mình lấy về đấy. Mình với Trương với Tú là người canh link anh Khá 3 đêm đấy để nghỉ cả học đấy. Từ ngày xưa mà, sắp bắt đầu khi mà anh Khá đi trại 5 tháng thì anh ấy viết thư ra ngoài. Anh cử Mạnh Dũng mua cho mình cái điện thoại, viết thư ra ngoài bảo là em à, anh nghe nói trong này người ta bảo YouTube kiếm được tiền đấy, thì mình bắt đầu kiếm và mình làm. Sau khi kiếm tiền YouTube như vậy đây, thì đến cái tháng mà khi mọi người biết tới mình là cái bài báo năm mình lớp 12, anh Khá tiêu, mình với anh Khá tiêu nhiều tiền ạ. Thì sau bắt đầu mới quyết định xây nhà, thì anh Khá bảo mình một câu là cái tâm nguyện của anh là xây nhà cho mẹ, xây nhà xong thì anh sẽ lo cho em. Đấy, thì chưa xây xong thì anh đã đi rồi, lo cho em gì nữa. Đấy là câu chuyện từ đầu đến cuối. Chào mọi người nhé, hello mọi người đang trên livestream. Ngày trước nhà mình giàu lắm, giàu nhất làng. Nhưng xong đến lớp 5 mà nhà mình phá sản. Đến lớp xong mình phải ở trọ lớp. Ở trọ của mẹ mình đó. Theo bạn từ giàu chứng minh giải thích như nào? Giàu thì tùy mọi người biết đủ là vẫn là giàu mà. Nó có giàu vật chất, giàu thể chất, giàu tinh thần, giàu hạnh phúc. Bạn thấy nhiều người giàu nhưng họ không hạnh phúc. Kể cả những người có tiền nó không hạnh phúc. Cái sự hạnh phúc nó hiện lên trên khuôn mặt của bạn, cái khuôn mặt của bạn hạnh phúc hay không, cái cuộc sống của bạn, cái tâm của bạn thể hiện trên khuôn mặt của bạn, không tránh được. Thế thì bà chị của anh Khá không phải dạng vừa. Bà chị nào đâu, mấy chị cũng nói mình vừa nhắn tin, mấy chị cũng bảo gì đâu, mấy chị bảo không, chị có nói gì đâu, chỉ có mỗi một người nói thôi. Các chị của anh Khá không ai nói gì cả. Mình vừa điện rồi, không nói gì cả. Tại vì mẹ của mình là dì của anh Khá, là dì của anh Khá và là dì của chị, của các chị ấy, là dì bằng vai với cả mẹ anh Khá với cả bố anh Khá mà. Anh nhớ vẫn nhớ hồi trước là chị hẳn livestream bên có nói vấn đề này rồi mà đúng không? À mọi người tìm chị gái nói, chị gái Kháo Ảnh nói với bạn Tuấn à. Chị gái Kháo Ảnh nói với bạn Tuấn, mọi người tìm trên hình như vẫn có livestream hay sao? Có phiên live mình thấy trước chị cũng nói rồi. Có mà trước vợ con đứt thấy này. Đi chị gái Kháo Ảnh nói với Phạm Tuấn á, là mọi người hiểu đi. Mình và điện không có vấn đề gì cả, làm sao các chị làm nói được, bao nhiêu năm mình gồng gánh thế, các chị nói có một giở. Với cả nhà mình có họ mà, nhà có họ mà, có họ mẹ mình là dì của anh Khá mà, bố mình là cậu. Nhưng mà sau khi kiểu anh Khá lớn quá, ngày trước anh Khá lớn quá thì đổi gọi bố mình là anh, đổi là anh, lại thành sau thành chị, anh diện chị Quyên. Nhưng mà sau này thì mình là em anh Khá rồi thì anh Khá lại gọi bố mình lại bằng cậu. Mẹ mình á, mẹ mình biết về anh Khá quá rõ luôn đấy. Anh Khá người trước làm cho mẹ mình mà. Biết từ bé luôn lớn rồi. Anh Khá làm cho mẹ mình, làm cho cả bố mình à. Trước là nhà mình giàu lắm, sao anh Khá đòi lợ hộ. Đòi lợ hộ đấy, anh Khá bướng mà. Biết quá rõ chứ. Khá là thằng đi tù đấy ạ. Ừ, anh Khá là anh của mình á, anh của mình mà. Đi tù ấy không nhưng vẫn là anh của mình chứ. Sao bảo mẹ Tuấn không biết gì với anh Khá? Khiếp, nhắc cả mẹ mình lên mạng à? Anh em mình nhắc tên nhau rồi, nhắc tên phụ huynh làm gì? Mẹ mình là dì của anh Khá mà.
Là gì anh cá, nhà còn cạnh nhà luôn mà. Chỉ có người đó không biết gì ạ. Đúng luôn. Chào hoàng tử. Mình có họ với anh cá mà. Hai anh em cãi nhau không? Mình chưa từng cãi bao giờ Quang ạ. Mình chưa từng bao giờ cãi nói bao giờ cả. Bạn sẽ nói chuyện của mình bạn sẽ hiểu. Không mà mình cãi bao giờ nhá, mọi người xem.